Dạ rồi, em Tú Euro Sài Gòn em kính chào anh em. Hôm nay em giới thiệu cho anh em hai cái mẫu loa bass sale của Tainoi. Cô ở đây là Auto Rap Mini, thì em về được hai cặp new luôn, new 100% chưa khui sale anh em ha, chưa khui. Và một cặp bô 301 Siriba màu đen và một cặp 6.2 trơn. Thì đối với Tainoi Auto Rap Mini này thì cũng nhiều anh em có nhiều kênh cũng review hết rồi. Nhưng mà em về cái cặp này là hiện trạng là new chưa khui anh em ha, mới 100% từ Nhật về. Thì giá cặp này thì đang bán, em đang bán giá là 30.500. Thì đối với những cái cặp siêu lướt gì đó thì ở tầm 29 triệu 29.5 thì shop bán. Nhưng mà cái cặp hai cặp của em là new chưa khui anh em ha, bao anh em là new chưa khui thì anh em có thể mua tự khui, hoặc là anh em chốt cặp nào thì em review em khui chi tiết cho anh em ha, tường tận hơn. Đây, thùng xốp rất là đẹp ha, Tainoi Auto Rap Mini ha, nếu chưa khui nè, nguyên đai nguyên kiện 100%. Thì đối với cái cặp phía bên trái, cặp phía bên trái thì nó có thể hiện số series bên ngoài nè. Đây là cặp số bên trái ha. Đó, anh em nhớ cái series, anh em chốt cặp nào thì alo em cặp nấy. Đây, nếu 100% chưa khui anh em ha. Đây, đây là cặp phía bên tay phải, em chỉ về được hai cặp thôi. Đây, 100%. Đây là những cái băng keo băng dính thì vận chuyển nó sẽ bị đứt đi, nhưng mà vẫn còn là nguyên hiện ha, nguyên hiện chưa dán lại, giống mà khui đi rồi dán lại anh em sẽ phát hiện ngay. Và khi mà khui ra một cái là anh em không thể nào mà ship gọn gàng như mà của hãng đóng vào được. Đấy. Mà phần mặt bên dưới cũng vậy nè. Thì mỗi một cái đều có series hết. Đây, cái này cũng vậy. Ha. Đấy. Rất là đẹp ha, thùng quách là nguyên hiện hết, nêu 100% chưa khui cho anh em chơi đó. Anh em nào yêu thì yêu cặp nào thì bóc cặp nấy ha, bao anh em 100% là chưa khui, chưa hàng nêu 100% ha. Nên nó có giá nó nhỉnh hơn những cặp lướt chút xíu. Đấy, hai cặp là giá là 30.500 một cặp anh em ha. Anh em nào yêu cặp nào thì alo em. Đấy, em sẽ anh em về nhà tự khui, tự trải nghiệm khui những cái cặp new như thế này nó sướng tay như thế nào. Còn anh em nào mà ngại vấn đề đó thì chốt cặp nào rồi em sẽ quay clip khui tường tận ra cho anh em xem ha. Rồi thì hai cặp này là như vậy. Giá là 30.500. Anh em đừng có so với những cặp lướt xài rồi, khui rồi ha. Thì những cặp đó thì tầm khoảng 29 triệu thôi. Thì những cái cặp này chúng ta thêm một chút xíu nữa, chúng ta trải nghiệm tự khui nó là như thế nào. Đây, kế tiếp là cặp bô 301 Siriba màu đen. Rất là đẹp. Ha, giá là 12.500, trùng seri anh em ha, trùng seri lưới căng đẹp không lủng một lỗ nào cả. Rồi thì em làm cái clip ngắn gọn như vậy cho anh em thôi ha. Đây bô 6.2 trơn, cực kỳ đẹp luôn. Đây lưới dây cần nè, anh em thấy nhìn lưới dây cần là biết nó đẹp ở mức độ nào rồi. Và giá là 8.500.000 anh em ha, 8.500.000 bao ship, rất là đẹp. Cả hai cặp đều là trùng series hết anh em ha. Đối với những cái dòng bô này em lựa chọn những cái cặp trùng series cho anh em chơi, tuyệt đẹp luôn. Nè anh em coi cho tiếng lo nè, em mở đèn led lên. Đấy. Tuyệt đẹp luôn. Rồi thì clip hôm nay thì em thông báo chỉ có 4 cặp thôi anh em ha. Anh em đã yêu cặp nào thì alo cho em. Những cái cặp này new chưa khui rất là hiếm nè, nó là dạng như new 100% rồi. Anh em không cần quan tâm đến cái độ đẹp của nó, anh em mà chỉ có cần yêu là alo thôi. Anh em tự khui hoặc em review trực tiếp khui cho anh em xem. Dạ rồi, anh em nào yêu cặp nào thì alo em ha, qua số điện thoại 0909 7267, em ship hàng toàn quốc. Rồi, chúc anh em một ngày chủ nhật bên gia đình thật là vui vẻ ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh em xin kết thúc clip.